mọi người nó vô thường không anh em, sống nay chết mai đấy, mất đi rồi tất cả anh em, nhất là người nhà Hiệp. Thà luôn tôi nhìn bố mẹ Hiệp nó không cầm được nước mắt luôn anh em ạ. Hôm nay vẫn cười nói với anh em 30 phút thôi. Em ăn vừa 30 phút vẫn ngồi bán bia các thứ với anh em, trêu đùa, đi quay video, trêu chôn chiếc, trêu nhau. 30 phút sau em mất. Người anh em hãy cứ vững tin, chúng ta vẫn sẽ còn được thấy nhau. Một ngày tôi cũng sẽ đến nơi bạn đến thôi mà. Giờ nhìn người bước chưa thấy đâu, không sao kìm nén nút đau nhăn lệ. Gặp lại nhau ở thế giới kia, chúng ta vai kề. Ok anh em nha, chào tất cả anh em. Anh em tôi hôm nay có anh em đang đi kiểu như là anh em đem tôi bây giờ đang đi có việc đặt chăn chiếu anh em ạ. Anh em đang đi rồi. Thì có mỗi tôi về Việt Anh về Đạt ở đây thôi. Thì tôi hôm nay muốn ra đây để anh em muốn tâm sự về tất cả mọi người về anh em. Thì anh em cũng biết là bây giờ là mùng 5 tháng 10. Cũng biết là tem tôi xảy ra một việc sự cố gọi là không ai mong muốn và nó rất chi là buồn, mọi người cũng biết rồi. Bây giờ là Hiệp em nó cũng bị, em biết là em Hiệp bị tai nạn rồi đúng không? Thì đấy, tôi cái hôm đấy là anh em nên tất cả lên nhà tranh để nói chuyện giải quyết cái vụ mà tôi với cả thằng ấy về ấy bạn của tranh. Thì hôm ấy cũng có em Hiệp đi, thì lúc về thì xảy ra à không phải lúc về hôm đấy, lúc ấy anh em tôi về lúc nhà xong nghỉ 3 giờ chiều anh em tôi về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị chiều anh em lại đi chơi, hẹn nhau là anh em đi chơi có việc riêng của anh em tôi, nói chung là đi chơi. Thì hôm ý em Hiệp với em ý cũng kiểu như em Hiệp với em ý và xin tôi và từ lúc ở nhà tranh. Thì tôi bảo đã tối và đấy, tại vì trong nhà Hiệp là Hiệp năm nay 18 tuổi là chuẩn bị đến tuổi đi lính, em nó mới bị ngã kiểu như là gãy vai với gãy chân đóng đinh anh em, cho nên là vẫn kiểu chưa bình phục, chưa khỏe hẳn, cho nên là không phải đi lính. Nhưng mà 18 tuổi là vẫn biết là không phải đi lính rồi nhưng vẫn phải về anh em ạ. Đấy về là vẫn phải khám mà. Sự việc hôm đấy là như vậy, là vẫn phải về để đi khám, không mà bị phạt. Thì anh em tôi lúc đấy là nói chung là không ai mong muốn cái câu chuyện này nó xảy ra. Anh em cũng đã biết cái lúc tôi đăng Facebook em Hiệp mất là đúng 30 tháng 9 dương anh em ạ. Bây giờ là mùng 5 tháng 10 rồi, anh em tôi mới có can đảm để nói ra sự thật anh em ạ, để nói ra tất cả mọi chuyện trong tim. Tại vì cái chuyện này tôi thà luôn tôi không muốn nói. Anh em tem tôi mấy ngày hôm nay như người mất hồn luôn, anh em phải hiểu như vậy. Còn cái vụ mà tôi về lên anh em tôi lên nhà tranh ý là lúc ý cách đây 3-4 hôm rồi, cách đây 3-4 hôm rồi, còn tôi không muốn xảy ra cái sự việc như vậy. Bây giờ anh em tôi có độc tôi về anh ở đây cho nên tôi muốn tâm sự, tại vì tôi cũng muốn né tránh tất cả anh em ấy, tôi không muốn anh em nói chung là buồn, tại vì thà luôn mấy anh em tem cũng buồn về ở vất vả, tôi nhìn anh em vất vả tại vì lên phụ nhà Hiệp ấy. Từ cái lúc Hiệp ngã xe đến cái lúc lên viện xong rồi về nhà Hiệp xong rồi đến lúc đưa em nó ra cái nơi ăn nghỉ cuối cùng, mình đã từng nguyện thề bên nhau kết nghĩa anh em giờ mãi mất nhau vì đâu. Hỡi thế nhân ai bên ta chọn tình một đời, dù bão giông anh em keo sơn lòng chẳng đổi rời,
cùng sát vai, sống chết bên nhau vượt mọi trở ngại. Giờ nhìn lại con na là bắt đầu đã gọi là anh em tôi mới xong ổn thỏa, xong ổn thỏa xong rồi anh em tôi lại đi chùa anh em ạ. Nói chung là đến bây giờ mới bắt đầu ổn, còn anh em xem tôi cũng thế, mệt ốm mấy hôm nay. Đây tôi cả Việt Anh ốm, cả anh Dũng ốm, và cả anh Quỳnh cũng ốm. Nói chung là tất cả anh em ốm, còn mấy anh em không ốm thôi anh em biết không, là vì mấy hôm nay từ cái lúc 30 tháng 9 đến bây giờ là cách đây khoảng 5 hôm rồi, em tôi mệt mỏi lắm anh em ạ. Nhiều việc để xảy ra lắm. Bây giờ em tôi đấy, hôm nay cũng ra đây để nói chuyện với tất cả mọi người. Mong đây là mơ thôi, nhưng mà không được nữa rồi. Người anh em hãy cứ vững tin, chúng ta vẫn sẽ còn được thấy nhau. Một ngày tôi cũng sẽ đến nơi bạn đến thôi mà. Giờ nhìn người bước chưa thấy đâu, không sao kìm nén nút đau nhăn nề. Gặp lại nhau ở thế giới kia, chúng ta vai kề. Em nó cũng làm với anh em tôi khoảng 5-6 tháng rồi anh em ạ. Bây giờ như thế này rồi thì không ai mong muốn cả. Cố gắng, cố gắng thôi. Bây giờ biết làm sao. Được, cố gắng. Chuyện cũng chả ai mong muốn. Bây giờ anh em cũng chỉ thôi, cố gắng. Còn anh em buồn thì cũng buồn cả tuần nay rồi. Mọi chuyện nó cũng đã xảy ra rồi. Như anh em biết, nói thật anh em biết là anh em tôi làm với nhau, anh em nghe tin niềm mất, anh em đã buồn rồi, anh em tôi buồn gấp mấy lần. Tại vì anh em ăn ở cùng nhau, tôi nói thật với mọi người là anh em đem tôi sống với nhau như một người nhà, ở nhà tôi. Không bao giờ tôi ghét bỏ một ai, và không bao giờ anh em ghét bỏ một ai. Ví dụ có mắng chửi hay như nào cũng chỉ là muốn tốt cho anh em, và gọi là muốn cho anh em nên người thôi anh em ạ. Bây giờ Hiệp cũng đã mất rồi thì thôi, tôi không muốn nói đến cái câu chuyện này nữa, và tôi cũng mong tất cả anh em mà không nói đến cái chuyện này nữa là tem thiếu vắng đi một người. Thề luôn, mỗi lần tôi đọc những dòng bình luận của anh em tôi cũng xin cảm ơn là anh em đã, tôi cũng xin cảm ơn anh em là đã chia buồn với anh em tôi. Nhưng mà tôi mong anh em là từ bây giờ và giả đi về sau nhắc đến em một nữa. Tại vì nói thật là cứ mỗi lần nhắc đến em Hiệp là anh em tôi như là mất đi một người thân trong gia đình ấy, anh em ạ. Rất là buồn, rất là khổ, tại vì anh em tôi thân nhau đến cái mức là những cái lúc không có tiền anh em tôi đi bắt nhái bắt nhủng các thứ cùng nhau, không có tiền ăn rau muống cùng nhau luôn, đi bắt nhái cùng nhau luôn. Nhưng mà đến tắm rửa cũng đi cùng nhau, tắm anh em tắm cùng nhau, không ngại bất kỳ một cái gì nữa rồi, tà luôn. Không có gì là một gia đình. Bây giờ đột nhiên tôi nghe được cái tin là em Hiệp mất, cách nhà tôi cũng 5 cây thôi. Từ nhà tôi là lúc ấy em đi về nhà, em mất, em bị tai nạn do con ô tô đi không xi nhan. Ngoài ra không phải lỗi cho em Hiệp, do ô tô không xi nhan thì là làm em tôi phải ta dùng lỗi như này. Nhưng mà thôi anh em ạ, chuyện này không ai mong muốn thôi. Nói chung là cái mất mát này thực sự là không ai mong muốn cả mọi người, nhưng mà nó xảy ra rồi thì anh
anh em tôi phải chấp nhận thôi mọi người. Tất cả mọi người trong team nói chung là coi em Hiệp như là một người em trai luôn, lúc nào cũng thế. Nói chung là Hoàng đây mấy ngày hôm nay ốm, tất cả anh em trong team mấy anh em ốm hết. Hoàng mấy ngày nó còn không ăn uống gì cơ, lúc nào cũng suy nghĩ kiểu là buồn các thứ, anh em bảo ăn uống nhưng kiểu là không ăn, không nuốt nổi cơm anh em phải biết như thế. Lúc nào cũng ngồi trong phòng các thứ kiểu là mình nghĩ về cái lúc mà anh em ở với nhau vui đùa với nhau, xong tự dưng bây giờ anh em nó không còn nữa, thật sự là một cái điều mất mát quá là lớn anh em. Hoàng về nghỉ ngơi đi, em không nhớ lại đấy. Anh biết rồi, về em cũng khỏe rồi. Thôi em muốn nói chuyện với mọi người để cho mọi người biết được tình hình đấy. Cũng Nghiệp mất mấy hôm nay rồi, tôi cũng không đăng một bất kể một cái gì về Nghiệp. Đến hôm nay tôi mới nói để tâm sự với tất cả anh em. Tại vì anh em cũng là những người yêu quý đến anh em tôi, ủng hộ anh em tôi. Nghe tin được anh em tôi là mất đi một thành viên trong team là anh em cũng rất sốc. Anh em tôi cũng vậy. Cho nên tôi, mọi người cũng như anh em tôi cả. Tôi cũng muốn nói chuyện với mọi người. Thế thì mọi người cũng biết đấy, Hoàng, mọi người thấy Hoàng nói chung làm chủ team thì nói chung chuyện này xảy ra Hoàng người đứng đầu rồi, rất là mệt. Cái thứ nhất là từ lúc em Hiệp nó xảy ra tai nạn thế, phải loa xe đưa lên bệnh viện các kiểu rồi lại đi xuống Hà Nội anh em ạ, sau lại đưa về nhà, sau xong xuôi hết công việc đấy, mấy hôm cứ chạy đi chạy lại bao nhiêu lượt, nói chung là Hoàng rất là mệt rồi ạ. Đấy đâm ra là về ốm, nói chung là Hoàng là người ốm nặng nhất, sau rồi anh em tôi cũng chỉ gọi ốm bình thường thôi, nhưng Hoàng là người ốm nặng nhất anh em ạ. Đấy thì sau những vụ việc này thì tôi chỉ muốn mong là tất cả anh em đi ra đường, anh em cố gắng đội mũ bảo hiểm và anh em đi từ từ anh em ạ. Đấy mạng người nó rất là đơn giản thôi, nói chung là mình mà không đội mũ bảo hiểm là mình không tôn trọng bản thân mình. Đấy đừng để giống như em Hiệp. Đấy anh em Hiệp những vài ngày vừa qua rất là đáng tiếc, và mình nhìn thấy bố mẹ của em Hiệp như thế, nói chung là mình rất là thương luôn nè. Đấy mọi người hãy chú ý đến giao thông mọi người nhá. Đấy thì mình chỉ nói thôi. Mọi người vô thường lắm anh em, mai chết mai. Đấy, mất đi rồi tất cả anh em, nhất là người nhà luôn. Tôi nhìn bố mẹ Hiệp tôi cũng cầm được nước mắt luôn anh em. Hôm nay vẫn cười nói với anh em 30 phút rồi em ạ, vừa mới 30 phút vẫn ngồi bán bia các thứ với anh em, trêu đùa, đi quay video trêu chôn chiếc trêu nhau. 30 phút sau em mất. Cuộc sống nó vô thường lắm, cho nên là anh em trân trọng những cái giây phút như này. Anh em tôi cũng bây giờ đây cũng ra đây để nói về sự việc của em Hiệp ấy. Nói chung là tôi không muốn kể lại cái lúc tôi nhìn thấy em nó ở trong bệnh viện, tôi nhìn và tôi suýt ngất luôn. Nói thật với anh em là nhìn vào viện mà nhìn thấy thằng em mình nó như thế, không ai là ấy. Cái lúc anh em tôi đi lên bệnh viện là cái lúc anh em tôi vẫn chưa biết là em nó đến nông nỗi như thế này, anh em hiểu không? Lúc anh em tôi ở cái sang chỗ thằng Nghiệp tai nạn, anh em tôi vẫn đi ô tô đi lên để xem em nó tai nạn như thế nào, vẫn quay video đi ở trong ô tô, vẫn quay video. Tôi vẫn nghĩ là em nó không đến nông nỗi như này, nhưng mà lên rồi không còn tâm trí nào nữa luôn. Người đi mà mình thôi anh về nghỉ đi, em ốm về nghỉ không từ thật đấy. Bây giờ em làm chủ team rồi, em cũng ốm ra đấy thì anh em làm việc gì? Nói chung bây giờ tất cả anh em cố gắng, em cũng như này rồi, anh em cũng mệt mỏi một tuần nay rồi, anh em bây giờ cố gắng làm ăn với nhau, cố gắng giữ gìn sức khỏe và giữ gìn với mình, không đi nhanh. Anh em mình là cũng không phải là đi chậm đâu, đi cho đàng hoàng. Bây giờ đấy nhìn gương em Hiệp, tôi cũng nói mọi người biết đấy, anh em fan tôi chắc cũng toàn là anh em trẻ thôi. Anh em nhìn đấy, khổ nhất là người thân, không ai đau lòng bằng người thân, người nhà mình.
mãi mới sinh ra, đến tuổi 18 thì đó, vừa mới thanh xuân bắt đầu đến lúc em nó bước ra ngoài kiếm tiền là anh em là em nó đặt niềm tin vào tem tôi, em nó lên đây học, vừa mới làm được cái kênh xong chưa ra đồng tiền này, thì em nó mất thôi. Bây giờ mọi người tôi chỉ biết nói thế thôi anh em ạ. Thôi bây giờ anh em cũng đừng nhắc đến em nó, anh em tôi cũng thế là quá đủ rồi. Bây giờ anh em tôi cố làm lại mọi chuyện tất cả cũng xong rồi anh em ạ.